Tin Giáo phận Phú Cường, lễ Chúa Thăng Thiên, bổn mạng ban truyền thông Giáo phận Phú Cường. Ngày Thế giới truyền thông được Đức Giáo hoàng Phaolô thứ 6 thiết lập năm 1967, được cử hành vào Chủ nhật ngày 16 tháng 5 năm 2021, Chủ nhật lễ Chúa Thăng Thiên. Do tình hình dịch bệnh đang chuyển biến phức tạp, nên ngày đại hội truyền thông không thể thực hiện được. Sau đây xin mời anh chị em xem qua những hình ảnh hình thành và phát triển của Ban truyền thông Giáo phận Phú Cường. Giữa những bôn ba ồn ào trong cuộc sống, con luôn cần một mối tình chân thành đỡ nâng con. Vì cuộc đời lênh đênh như sóng vỗ và tình đời mong manh như làn khói. Sâu để cho con tựa đầu khi đời con nát tan, khi đời con ngã gục, con mong chờ một tình yêu đỡ nâng. Mối tình ấy con đi tìm là mối tình Giêsu, chỉ có Ngài là nét đẹp thiên thu, ngàn năm dẫu qua tình yêu chẳng phải nhòa, qua muôn đời tình Ngài như biển khơi. Giữa những gian nan buồn phiền trong cuộc sống, con luôn cần một tấm lòng trao về phút tin yêu. Vì cuộc đời liêu xiêu cơn gió cuốn, đường vào đời thanh thang khi chiều xuống. Con ngước nhìn lên thập giá đôi can về, nắng xuyên qua trời buồn, ôi bàn tay Chúa đây âm thầm ôm cõi đời. Con tìm Ngài bối hối nghe nhớ thương. Mỗi tình ấy con đi tìm là mối tình Giêsu, chỉ có Ngài là nét đẹp thiên thu, ngàn năm dẫu qua tình yêu chẳng phai nhòa, qua muôn đời tình Ngài như biển khơi. Tuy ngày đại hội truyền thông không thể tổ chức, nhưng trong lòng mọi người vẫn luôn tràn đầy niềm tin và động lực. Ước mong mọi người thêm lời cầu nguyện cho Ban truyền thông của giáo phận mỗi ngày đạt được nhiều đóng góp hơn nữa cho giáo phận và giáo hội, và thêm lời cầu nguyện cho cơn dịch bệnh mau chấm dứt. Xin Chúa Thánh Thần ban muôn phúc lành xuống trên anh chị em.